Giá cà phê hôm nay, ngày 31 tháng 7 năm 2023, giá cà phê trong nước tuần này sẽ giảm. Cập nhật giá cà phê hôm nay ngày 31 tháng 7 năm 2023, giá cà phê trực tuyến, giá cà phê Tây Nguyên, cà phê Lâm Đồng, cà phê Đáng Lắng, cà phê Nhân, cà phê Robusta hôm nay ngày 31 tháng 7. Giá cà phê hôm nay ngày 31 tháng 7 năm 2023 ở thị trường trong nước tại các tỉnh Tây Nguyên giao động từ 65.600 đến 66.300 đồng mỗi kg. Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Đắng Nông được thu mua với mức cao nhất, phổ biến đạt 66.300 đồng mỗi kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắng Lá phổ biến 66.100 đồng mỗi kg. Cà phê nhân xô tại tỉnh Gia Lai và tỉnh Con Tum đạt trung bình 66.000 đồng mỗi kg và tại tỉnh Lâm Đồng giá thu mua cà phê phổ biến là 65.600 đồng mỗi kg so với cùng kỳ tuần trước. Ngày 24 tháng 7, giá cà phê trong nước mở đầu tuần này giảm từ 500 đến 600 đồng mỗi kg, nhưng vẫn giữ được mức giá khá cao, trung bình quanh bốc 66.000 đồng mỗi kg. Trên sàn giao dịch thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn giao dịch London. Anh ở phiên giao dịch gần nhất trước thời điểm mở cửa ngày 31 tháng 7 giao động từ 2.338 đến 2.588 USD mỗi tấn tùy kỳ hạn giao hàng. Cụ thể, giá cà phê giao hàng tháng 9 năm 2023 đạt 2.588 USD mỗi tấn, giao cà phê tháng 11 năm 2023 đạt 2.437 USD mỗi tấn. Giao cà phê tháng 1 năm 2024 đạt 2.370 USD mỗi tấn và giao cà phê tháng 3 năm 2024 đạt 2338 USD mỗi tấn. Giá cà phê Arabica trên sàn New York, Mỹ ở phiên giao dịch gần nhất từ 157,9 đến 160,5 cent và tùy kỳ hạn giao hàng. Trong đó, cà phê giao tháng 9 năm 2023 đạt 157,9 cent tỏa ba giao hàng kỳ hạn tháng 12 năm 2023 đạt 158,2 cent ba, giao cà phê tháng 3 năm 2024 đạt 159,45 cent ba và giao cà phê kỳ hạn tháng 5 năm 2024 đạt 160,5 cent ba. So với cùng kỳ tuần trước, giá cà phê thế giới tuần này giảm nhẹ khoảng 20 USD tấn đối với cà phê Robusta và giảm hơn 3 cent ba đối với cà phê Arabica. Theo các chuyên gia, giá cà phê mở đầu tuần này thấp hơn so với tuần trước bởi hai nguyên nhân chính. Thứ nhất đó là áp lực bán cà phê vụ mới tại thị trường Brazil khiến giá giao dịch cà phê trong ngắn hạn giảm. Điều này phản ánh rất rõ nét trên sàn giao dịch New York, Mỹ khi giá cà phê trong ngắn hạn ở kỳ hạn giao hàng gần nhất sắp tới. Tháng tháng 9 năm 2023 giao dịch ở mức giá thấp nhất trong các kỳ hạn. Bên cạnh đó, trong tuần qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép tiếp tục tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm đưa lãi suất lên 5,5% mức cao nhất trong 22 năm qua cũng khiến thị trường giao dịch hàng hóa chững lại và có xu hướng giảm điểm. Áp lực bán hàng vụ mới từ Brazil được cho sẽ tiếp tục là nguyên nhân khiến cà phê phái sinh thế giới trong tuần này, nhất là cà phê Arabica có khả năng giảm điểm. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, mức giảm sẽ khá nhẹ nhàng giá cà phê Robusta được cho là có thể sẽ đi ngang do vẫn chịu áp lực của thiếu hụt nguồn cung dự trữ trong ngắn hạn. Điều này cũng sẽ giúp cà phê trong nước tiếp tục duy trì mức giá khá tốt trong thời gian tới. Giá tiêu hôm nay ngày 31 tháng 7 năm 2023, thị trường đón tín hiệu tích cực, cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 31 tháng 7 năm 2023, giá tiêu đáng lắng, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa, Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm giá tiêu mới nhất ngày 31 tháng 7 thế nào, giá tiêu trong nước, giá tiêu hôm nay ngày 31 tháng 7 năm 2023 tại thị trường trong nước duy trì ổn định sau phiên điều chỉnh tăng. Theo đó, giá tiêu tại các tỉnh Tây Nguyên được thương lái thu mua quanh bóc 67.000 đến 68.000 đồng mỗi kg. Cụ thể, giá tiêu chư xê, Gia Lai đang được thương lái thu mua ở mức 67.000 đồng mỗi kg. Giá tiêu đá lá hôm nay và giá tiêu tại Đáng Đông ở mức 68.000 đồng mỗi kg. Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay cũng không có biến động, hiện giá tiêu tại khu vực này đang được thu mua quanh mốc từ 69.000 đến 70.500 đồng mỗi kg. Theo đó, tại Đồng Nai, giá tiêu ở mốc 69.000 đồng mỗi kg, giá tiêu Bình Phước ở mức 69.500 đồng mỗi kg. Giá tiêu bà rịa Vũng Tàu vẫn có giá cao nhất và hôm nay được thương lái thu mua ở mức 70.500 đồng mỗi kg. Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước duy trì ổn định sau phiên điều chỉnh tăng, thị trường tiêu nội địa giao dịch ổn định. Trong tuần qua, giá tiêu trong nước điều chỉnh tăng 500 đồng/kg tại khu vực Đông Nam Bộ. Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, cộng đồng hồ tiêu quốc tế IBC niêm yết giá tiêu đen làm vùng Indonesia chốt tại 3.724 USD mỗi tấn, giá tiêu trắng muôn to 6.429 USD mỗi tấn, với các quốc gia còn lại, giá không đổi. Theo đó giá tiêu đen Brazil Asta 570 ở mức 2.900 USD mỗi tấn, giá tiêu đen Chin, Malaysia Asta giữ mức 4.900 USD mỗi tấn, giá tiêu trắng Malaysia Asta vẫn ở 7.300 USD mỗi tấn. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 3.500 USD mỗi tấn với loại 500g mỗi eo, loại 550g eo mức 3.600 USD mỗi tấn, giá tiêu trắng ở mức 5.100 USD mỗi tấn. Những thông tin tích cực từ thị trường Ấn Độ đã tác động tích cực tới giá tiêu các nước. Theo đó, thời tiết thay đổi thất thường có thể ảnh hưởng xấu đến sản xuất khiến giá tiêu tại quốc gia này tăng trong vòng 2 tuần gần đây. Nhiều dự đoán cho rằng, sản lượng hồ tiêu sẽ giảm mạnh vào năm tới. Điều này thúc đẩy các công ty sản xuất thu mua và tiêu thụ số lượng lớn. Với mùa lễ hội đang đến, họ dự đoán giá sẽ tăng hơn nữa. Bên cạnh đó, tại Indonesia và Brazil vụ thu hoạch vẫn đang diễn ra, tuy nhiên sản lượng dự đoán không được như mong đợi. Báo cáo mới nhất của Nespa nhận định, dù vụ thu hoạch đang diễn ra tại cả Indonesia và Brazil nhưng tổng sản lượng mới có sẵn để xuất khẩu sẽ không vượt quá 50.000 tấn trong 3 tháng tới. Trong khi đó, với lượng xuất khẩu 5 tháng đầu năm cao, dự báo đến hết tháng 8 năm 2023 Việt Nam sẽ xuất khẩu lượng hàng tương đương sản lượng năm nay. Như vậy cơ bản giai đoạn cuối năm sẽ thiếu hàng, cần giải phóng kho dự trữ và tăng cường nhập khẩu từ các nước, nhất là Brazil. Tuy nhiên, với dự báo sản lượng giảm thì nguồn nhập khẩu cũng không mấy dồi dào.